xin chào mọi người. Hiện tại thì Hưng đang trên chiếc xe Ben đi giao năm, tiếp tục giao năm xe ra Phan Thiết. Thì xe mới bắt đầu ra tới đường tránh Biên Hòa Đồng Nai rồi. Sau 6 giờ đồng hồ đi trên đường thì Hưng đã tới nơi bàn giao xe tại Bình Thuận. Thì đây là lô thứ 2 Hưng giao trong năm nay. Thì mỗi lần khách lấy là 5 xe. Tôi mời mọi người tham quan xe. Trong thời gian chờ đợi thì Hưng xin giới thiệu sơ lược về những điểm nổi bật của cái dòng xe này. Thì về mặt ngoại hình thì không có gì thay đổi với dòng 2019 và 2018. Về cấu tạo của hệ thống treo thì có những điểm khác biệt. Thì tại trên các cầu xe thì được bố trí thêm các cánh xoắn giúp xe ổn định hơn trên đường đèo dốc ổ gà. Thì trên cả ba cầu đều được trang bị cánh xoắn. Treo của hai cầu sau được trang bị nhíp gánh phân bố tải trọng. Và sau đây Hưng xin giới thiệu sơ lược về hình ảnh của động cơ được trang bị trên dòng xe Ben HB270. D6cc với dung tích 12.3 lít, công suất lên tới 380 mã lực.